Quốc thì đây là Hôn Quốc của thầy, cũng là chủ đề của buổi thuyết trình ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào cái phần nội dung đó thì mình sẽ đi phân tích câu hỏi trước. Thì ở trang 267 hình 11.7 là minh họa cho các giai đoạn của quá trình đông máu hóa học. Các bạn nhìn thấy có 3 giai đoạn, thì các bạn tập trung vào giai đoạn 1. Thầy hỏi là có yếu tố 8 ở trong giai đoạn này là đúng hay sai. Và cái thứ hai, bệnh hemophilia loại A có bản chất là di truyền X-linked. Vậy thì ngoài cái yếu tố di truyền này còn có yếu tố nào khác hay không, và vitamin K có liên quan gì đến bệnh này? Bây giờ mình xin và đi vào nội dung thứ nhất là giải thích yếu tố 8 có trong giai đoạn 1 là đúng hay sai. Thì trước khi đi vào phần đó thì chúng ta phải khái niệm được đông máu là gì. Đông máu, theo như các bạn hiểu thì chúng ta sẽ nêu lên được khái niệm. Khi mà các bạn bị đứt tay thì máu sẽ chảy ra ngoài, nhưng nó không phải là chảy hoài, đến một lúc nào đó thì nó sẽ ngừng chảy. Thì máu các bạn thấy nó sẽ cô đặc lại. Và khi cô đặt lại thì máu sẽ ngừng chảy. Khi đó chúng ta sẽ nêu được một khái niệm theo như những gì mình đã hiểu là một quá trình phức tạp mà máu chuyển từ trạng thái lỏng sang cô đặc. Sự đông máu làm ngưng chảy máu gần như ngay lập tức khi mô mạch mô bị vỡ hoặc tổn thương. Vậy tại sao nói đây là một quá trình phức tạp? Thì các bạn đi vào phần cơ chế đông máu. Các bạn nhìn thấy trong hình, cơ chế đông máu gồm có 3 giai đoạn và có 2 con đường đông máu ngoại sinh, con đường đông máu nội sinh. Ở con đường đông máu ngoại sinh, chúng ta đi vào giai đoạn đầu tiên, giai đoạn 1. Khi mà các mô các bạn bị tổn thương thì cơ thể sẽ tiết ra yếu tố 8, cụ thể là gan sẽ tiết ra yếu tố 8 cùng với ion canxi. Hai yếu tố này sẽ kích thích yếu tố 10, tiếp tục yếu tố 10 và yếu tố 5 sẽ hoạt hóa prothrombin. Đó là giai đoạn 1 của quá trình đông máu ngoại sinh. Chúng ta sang đông máu nội sinh giai đoạn 1. Khi mạch máu các bạn bị vỡ hoặc tổn thương thì cơ thể sẽ tiết ra hai yếu tố đông máu là yếu tố 12 và yếu tố 11 để kích thích yếu tố 9. Khi đó đã có yếu tố 8, nó như là một yếu tố phụ sẽ cùng với tiểu cầu, cùng với phospholipid và ion canxi. Các yếu tố này sẽ kích hoạt yếu tố 10 để hoạt hóa prothrombin. Đó là xong giai đoạn 1 ở cả hai con đường đông máu. Ở cả hai con đường đông máu. Và giai đoạn 2 và giai đoạn 3 ở cả hai con đường thì giống nhau. Prothrombin sẽ chuyển hóa thành thrombin. Giai đoạn 3 là fibrinogen sẽ chuyển hóa thành fibrin và fibrin này sẽ hình thành máu đông. Vậy thì câu hỏi của thầy hỏi là yếu tố 8 có mặt ở trong cái giai đoạn này là đúng hay sai? Như các bạn đã thấy, chúng ta chỉ thấy yếu tố 8 ở đây nó chỉ nằm ở trong giai đoạn đầu tiên của, nó chỉ nằm trong con đường đông máu nội sinh mà không có mặt ở trong con đường đông máu ngoại sinh. Nó chỉ là như là một cái yếu tố để cùng với một cái yếu tố khác, đó là yếu tố chính cùng với phospholipid, tiểu cầu và ion canxi tạo thành phức hợp men hoạt hóa yếu tố 10 trong con đường đông máu nội sinh, mà không hoàn toàn là không thấy có mặt ở trong con đường đông máu ngoại sinh. Vì vậy chúng ta kết luận được rằng yếu tố 8 nó chỉ có vai trò kích đại kích hoạt yếu tố 10 tạo ra một số lượng lớn thrombin, đồng thời thrombin kích hoạt lại yếu tố 8 cộng với ion canxi làm vững phân tử fibrin. Khi đó yếu tố 8 ở giai đoạn 1 của con đường đông máu ngoại sinh là sai.
Chúng ta đi tiếp phần thứ hai là bạn hemophilia. Các bạn ở đây có biết được cái tên gọi khác của cái bệnh này không? Có ai biết không ạ? Gợi ý cho các bạn. Các bạn nhìn thấy cái hương vị này, các bạn sẽ tưởng tượng được cái tên gọi khác của nó. Đây là căn bệnh hoàng gia. Tại vì hậu vệ nữ hoàng Anh Victoria, đặc biệt là đàn ông hay mắc phải căn bệnh hiếm gặp này. Ví dụ giống như con trai của công chúa hoặc là các cháu trai đều bị chết ở những cái tuổi rất là sớm, chỉ vì là ngã xuống và bị chảy máu hoài không đông và dẫn đến chết. Do đó, vì vậy ở tại châu Âu, y văn thế giới gọi căn bệnh này là căn bệnh hoàng gia. Xuất hiện ở những người thừa kế của Victoria kết hôn với các gia đình hoàng tộc châu Âu từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19. Đây là khái niệm. Là bệnh do sự thiếu hụt nghiêm trọng trong hoạt tính của yếu tố 8. Những bệnh nhân mang bệnh này dễ bị xuất huyết vào khớp và cơ, dễ bị bầm hoặc chảy máu kéo dài nếu như mà có vết thương. Hay các bạn trở về với cái hình hồi nãy. Đây là căn bệnh của rối loạn đông máu do thiếu cái yếu tố 8. Bệnh này có bản chất là bệnh di truyền X-linked do sự tổn thương của gan chỉ đạo tổng hợp yếu tố 8 trên nhiễm sắc thể X. Đây là vị trí. Gặp đa số nam giới, di truyền do gan tổng hợp yếu tố 8 nằm ở vị trí X28 trên nhiễm sắc thể giới tính X, quy định khả năng quy định nên khả năng cao di truyền cho con trai khi bà mẹ bị mang gen bệnh. Nhờ cái yếu tố này mà chúng ta phân biệt được một loại bệnh cũng do nguyên nhân là thiếu yếu tố 8. Các bạn có biết bệnh ngoài bệnh thiếu yếu tố 8 là bệnh hemophilia còn có bệnh khác không? Bệnh đó là bệnh von Willebrand. Bệnh này có tên, cái tên gọi von Willebrand là protein mang yếu tố 8. Von Willebrand cần có để kết dính tiểu cầu trong giai đoạn đầu của quá trình đông máu. Phương thức di truyền của nó là ở di truyền trội ở nhiễm sắc thể thường, còn bệnh này là di truyền lặng ở nhiễm sắc thể giới tính. Để chúng ta phân biệt hai bệnh này. Câu hỏi của thầy là vitamin, ngoài cái yếu tố di truyền trên thì vitamin K có liên quan gì đến bệnh này hay không? Thì chữ K các bạn có biết là chữ K có nghĩa gì hay không? Chữ K là tiếng Đức, chữ K là mở tí rồi này. Sẽ mở không tại coagulation. Cái chữ này tiếng Đức người ta đọc như thế, còn tiếng Anh là coagulation. Coagulation đều có nghĩa là đông máu. Vậy thì ngay chính cái tên của nó cũng đã liên quan đến cái bệnh rồi. Vậy thì chúng ta đi tìm hiểu vai trò của vitamin K, tại sao nó lại người ta đặt tên như vậy. Vitamin K có vai trò thiết yếu cho việc tổng hợp các yếu tố đông máu như là prothrombin, yếu tố 7, yếu tố 9, yếu tố 10. Và để ngăn ngừa hiện tượng huyết khối quá mức trong suốt quá trình đông máu thì vitamin K cũng tổng hợp protein C, S và Z để làm giảm các yếu tố đông máu. Những người thiếu vitamin K có liên quan đến chức năng đông máu bị giảm, dẫn đến xuất huyết và xuất huyết nhiều, chảy máu nội tạng thường là rất là nặng. Những người thiếu vitamin K sản sinh ra các protein thay thế có liên kết không đúng với phospholipid cũng làm giảm chức năng đông máu,
Điều này là có thể do là chế độ ăn uống kém, hấp thu trong ruột hoặc là suy gan. Ngoài ra ở những bệnh nhân huyết khối mạch máu nghiễm mạch, ở những người mang van tim nhân tạo, nhồi máu cơ tim cấp, thì người ta thường hay sử dụng một loại thuốc là warfarin để ngăn chặn cái sự đông máu. Và cái thuốc này người ta gọi là thuốc kháng vitamin K. Nó ngăn chặn sự tổng hợp prothrombin, yếu tố đông máu thứ hai, yếu tố 7, yếu tố 9, yếu tố 10, bằng cách ngăn cản sự hoạt động của vitamin K vốn cần thiết cho sự tổng hợp các yếu tố đông máu này ở gan. Thì qua cái bài này chúng ta rút ra được hai kết luận rằng, và yếu tố 8 có mặt ở trong giai đoạn 1 của quá trình đông máu là sai, ở trong hình 11.7 trang 2.67 là sai. Kết luận thứ hai là hemophilia ngoài ra yếu tố di truyền ra còn có vitamin K liên quan đến bệnh này. Bài này ai có ý kiến gì không? Bài với chúng ta.